Romagna, vùng đất của đam mê, vùng đất của con người, vùng đất của hương vị và màu trắng truyền thống được diễn giả theo cách hiện đại, hương thơm, sự hoa mỹ và mềm mại để biến những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời trở nên không thể phai mờ. Xin giới thiệu với các bạn chai vang trắng 1502 Trebbiano đến từ nhà làm rượu Leonardo da Vinci. Rượu vang trắng Trebbiano được làm từ nhỏ Trebbiano, được tu hoạch thủ công và bằng máy, bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 9. Sau đó, nho sẽ được ép nhẹ nhàng. Hỗn hợp nước ép nho sẽ được lên men lạnh, diễn ra ở nhiệt độ được kiểm soát là 13 độ C, với các loại men được chọn để cho phép sự phát triển của hương thơm trái cây và hương hoa đặc trưng, trong khi vẫn duy trì được hương thơm cổ điển của nho. Sau đó, rượu sẽ được ủ trong thùng thép không ghi có kiểm soát nhiệt độ. Chai vang 1502 Trebbiano còn được ủ với lees, tức là rác men, trong 2 tháng để tăng thêm hương vị và cấu trúc cho rượu. Chai vang 1502 Trebbiano có màu vàng nhạt, có thể chuyển sang màu vàng rơm, bộc lộ rõ nét hương thơm của Trebbiano, chủ đạo là đào vàng, hương cỏ trên đồng tươi cùng với sự mềm mại của hoa chồi. Hương vị rượu cân bằng, tròn trịa và tươi mát, mang lại cảm giác dễ chịu cho người thưởng thức. Vừa rồi là những thông tin về chai vang 1502 Trebbiano và các bạn hãy cùng theo dõi rượu ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.